Thưa quý vị, theo các doanh nghiệp đầu mối, 15 ngày qua thị trường thế giới tăng nhẹ nên kỳ điều hành ngày mai giá xăng dầu trong nước có thể đi lên. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng bình và thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 20 tháng 8 của xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 bình quân là 47,31 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó xăng RON 95 là 48,54 đô la Mỹ một thùng, cùng tăng khoảng 5% so với kỳ trước. Giá dầu quả và diesel đã giảm nhẹ khoảng 2%. Theo lãnh đạo của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, giá xăng thế giới đến ngày 20 tháng 8 đã liên tục tăng. Tuy nhiên, 4 ngày vừa qua, giá xăng lại quay đầu giảm, nên vào kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng có thể chỉ tăng nhẹ. Nếu không trích và sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể chỉ tăng từ 100 đến 300 đồng một lít. Còn giá dầu diesel và dầu quả quay đầu giảm khoảng từ 50 đến 100 đồng một lít. Ngược lại, nếu chi sử dụng quỹ thì giá xăng sẽ được giữ nguyên. Trong 2 tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8, bệnh viện này đã tiếp nhận liên tiếp 5 trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng, trong đó có 3 bệnh nhi bị sốc nặng kèm theo tình trạng suy hô hấp. Bệnh viện cũng đã kịp thời cứu sống một bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng với nhiều nguy cơ. Bệnh sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi vằn Aedes. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất hiện thành phố Hồ Chí Minh đang vào cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết lâu năm nay. Bên cạnh đó thì nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn với các đợt mưa bất chợt thuận lợi cho sự phát triển của lăng quăng, mũi, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngày hôm nay 26 tháng 8 tại tỉnh Đắk Lắk đã có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Sau 24 ngày điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk, nữ bệnh nhân 601 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Tuy nhiên, chị đã tự nguyện xin lên khu cách ly tập trung của tỉnh Đắk Lắk tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên để đảm bảo an toàn cho người thân và cho cộng đồng. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Phổi thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố khỏi bệnh COVID-19 và cho xuất viện 3 bệnh nhân để các bệnh nhân này trở về nhà và tiếp tục cách ly. Sáng nay 26 tháng 8, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 758 là nam 36 tuổi, địa chỉ tại Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm định phân khúc giác mạc 12 năm, suy tim tăng huyết áp. Tối ngày 25 tháng 8 vừa qua, bệnh nhân này tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, được chẩn đoán là bị viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân khúc mạc. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch bệnh này xảy ra ở Việt Nam. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết 8 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương. Cụ thể, trong 8 tháng qua, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm 4.342 người thiệt mạng và 6.727 người bị thương. Như vậy, so với 8 tháng đầu năm ngoái, đã giảm hơn 19% về số vụ tai nạn, giảm gần 15% số người thiệt mạng và hơn 21% số người bị thương. Tuy nhiên, trong 8 tháng qua, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và liên quan đến xe khách. Trong các tháng cuối năm nay, cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý lái xe vi phạm luật, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh, vận tải, thiếu trách nhiệm cũng như là buông lỏng trong công tác quản lý. Nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2020, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 13.400 thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi. Sáng 26 tháng 8 tại ký túc xá trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, 50 thành viên của ban in sao đề thi của thành phố Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối với các điểm thi, tất cả các thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, thanh tra, bảo vệ, phục vụ, làm việc tại điểm thi sẽ được lấy mẫu vào ngày 1 tháng 9 năm 2020.